Phép nộp của mình lại là mình đây, kênh kiếm tiền online 4.0. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục review con game CS68 cùng anh em. Và tựa game nhỏ mình chơi đó là con game rồng hổ anh em nhé. Con game rồng hổ, một con game với giao diện vô cùng bắt mắt, vô cùng dễ chơi. Chỉ có hai cửa rồng và cửa hổ thôi. Ngoài ra thì cũng có thêm một cửa hoàng nữa với tỷ lệ ăn 1/8. Thì ván đầu tiên mình sẽ chơi cùng anh em. Mình thả 100k ở cửa rồng anh em nhé. Ván đầu tiên mình rất hay thích để cửa rồng đấy. Hơn nữa mình thấy rằng nó đang cầu 22 ấy. 2 rồng 2 hổ rồi. Ok, 5 điểm cửa rồng và 1 điểm cửa hổ. Vậy là ván mình đầu tiên mình đã ăn được rồi. Mình ăn 100k. Sau khi cắt phế mình còn 950k nữa anh em ạ. Thì ngày hôm nay mình cũng ngồi đây mình chém gió cùng anh em. Nhiều anh em cứ nhắn tin qua điện bảo là dạo này chủ thốt ít ra video ấy. Thì ngày hôm nay ok, ngày hôm nay mình sẽ chơi cùng anh em nhá. Đó, và mình lại tiếp tục ăn thêm 95k nữa. Mình thấy rằng nó đã chuyển sang cầu 1-1 đấy. Mình đã đặt cửa hổ và ăn thêm 95k. Thì ván tiếp theo mình lại chuyển cửa thôi. Mình đặt 100k cửa rồng. Hy vọng là nó đã và vẫn đang về cầu 1-1. Đúng như mình dự đoán. Ok, 8 điểm cửa rồng. Vậy là mình ăn thêm 95k nữa. Ok, từ nãy giờ mình ăn liên tục đấy anh em ạ. Từ nãy giờ mình ăn liên tục đấy. Thì số tiền ở trong tài khoản của mình cũng khá là nhiều đấy anh em ạ. Hôm qua thì cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi. Còn ngày hôm nay mình đã lên được 52 triệu rồi. Đó là kết quả của 2 ngày mình chơi. À không, mà chính xác là 24 tiếng mình chơi. Anh em ạ. Thì anh em cứ nghe mình tải con game CS68 này về chơi thử đi. Mình tin rằng sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Mình tin rằng sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Vì mình đã chơi con game này cũng khá là lâu rồi. Mình thấy rằng đây là một con game khá là xanh chín anh em ạ. Khá là xanh chiến. Xanh chín. Rút nạp dễ dàng, đơn giản. Thuận tiện cho những anh em mới chơi, mới tiếp xúc với cách kiếm tiền online hoặc là cờ bạc trực tuyến. Thì ván tiếp theo mình đặt cửa hổ anh em nhé. Mình đặt cửa hổ 200k ở cửa hổ. Mình đang dự đoán là nó sẽ về cầu bẹt đấy. Từ nãy giờ hai ván về cửa hổ rồi. Ok, ván này nó đã về cửa hổ tiếp theo anh em ạ. 200k ở cửa hổ và mình đã ăn rồi. Từ nãy giờ là tỷ lệ ăn của mình cũng khá là cao anh em ạ. Chỉ thua một ván và thắng 4 ván rồi. Số tiền mình đặt cũng chỉ có 100k, 200k một thôi. Còn nếu anh em có tiền thì anh em đặt to một chút thì mình tin rằng cái số tiền của anh em đã lên được rất là lớn rồi. Ok, mình đã ăn thêm 95k rồi anh em ạ. Mình vừa ăn thêm 95k. Nó đã lại chuyển sang cầu 22 à. Ván tiếp theo mình lại đặt cửa rồng thôi. Hy vọng là nó đã cầu 33 đấy. 3 ván hổ rồi, hy vọng là 3 ván rồng. À không, nó đã không như mình dự đoán rồi. Nó lại về cửa hổ anh em ạ. Lại về cửa hổ. Mình mất 200k rồi, nhưng sao anh em ạ. Ván sau mình sẽ đặt và mình đặt gấp thép lên một chút là mình sẽ ok thôi. Đó thì ván này mình sẽ đặt lớn một chút anh em nhá. Mình đặt 300k ở cửa rồng. Đó thì anh em nào mới chơi thì anh em cứ tải về đi. Mình sẽ tặng anh em mã code 20k để anh em làm vốn nhá. 300k ok. Mình đã ăn 285k rồi. Mình đặt 300k ở cửa rồng và đã ăn. Sau khi cắt phế mình còn 285k anh em ạ. Và tiếp theo mình lại chuyển sang cửa hổ anh em nhé. Mình đặt 300k luôn. Mình nghĩ là nó đang cầu 1-1 đây. Mình đặt hơn một chút. Ok.
ăn thêm 285k nữa anh em ạ. 285k. Mình đặt nối một chút vì mình đang có dự tính là mình cố gắng lên được 60 triệu là tốt anh em ạ, 60 triệu. Hiện tại mình chỉ có 52 triệu thôi. 52 triệu, từ nãy giờ mình đặt 100k, một tuy là tỷ lệ thắng rất là cao, nhưng mà mình số tiền mình về hơi ít anh em ạ, nên mình phải đặt lưới một chút để gỡ, để không làm mất nhiều thời gian. Ở video này mình cố gắng lên 60 triệu anh em nhá, cố gắng lên 60 triệu. Một số tiền cũng khá là khó khăn, nhưng mà mình sẽ cố gắng để lên được 60 triệu cùng anh em ở video này. Ok, thì ván này mình đặt 600k ở cửa hồ anh em ạ, mình đặt 600k cửa hồ. Đen quá nhờ. Chuyện giờ mình thua hai ván rồi đây em ạ. Mình bắt cầu sai, nhưng không sao, mình sẽ phải đặt lưới một chút. Mình đặt gấp thép lên để mình gỡ lại tiền vốn vung lễ của mình. Ván này mình đặt cửa rồng anh em nhá. Đặt cửa rồng mình đặt 1.2 triệu. Hy vọng là mình sẽ gỡ được. Nó lại về hổ à. Không sao, ván sau mình sẽ đặt gấp thép lên. Mình có vốn mà anh em. Ván sau mình sẽ đặt gấp thép lên. Mình tiếp tục đặt ở cửa hổ anh em nhá. Mình đặt 2M luôn. Mình đặt 2 triệu ở cửa hổ. Đó, thì nhiều anh em cứ thắc mắc là tại sao chúng tôi phải đặt gấp thép. Thì đây, kết quả mình sẽ nói cho anh em. Đó, sau khi mình đặt gấp thép đây, 33.2 triệu. Mình đặt 3.2 triệu. Ok, mình đã lên được 54 triệu rồi. Ván này nó đã về hổ. Mình đặt 3.2 triệu ở cửa rồng. À nhầm, ván này nó về rồng. Mình đặt 3.2 triệu cửa rồng và mình đã lên được rồi. Mình lên 54 triệu rồi. Ván tiếp theo mình đặt 1 triệu ở cửa hổ nữa. 1 triệu ở cửa hổ. Ok, mình đã ăn thêm 1 triệu nữa. Số tiền mình đã 55 triệu anh em nhá. 55 triệu rồi anh em ạ. Cố lên, mình cố gắng lên 60 triệu cùng anh em. Đó, anh em thấy không? Đó là kết quả của mình, việc mình đặt gấp thép. Ván tiếp theo mình lại đặt 1 triệu ở cửa hổ đi. À, cửa rồng đi. Mình đặt cửa rồng đi. Mình cố gắng đặt nới một chút để mình đạt được mục tiêu 60 triệu của mình. Ok, mình lại ăn tiếp. Ăn 1 triệu ở cửa rồng tiếp. Mình lên 56 triệu anh em nhá. 56 triệu. Cố gắng chút nữa là lên được 60 triệu rồi. Anh em cùng chơi với mình nhá. Anh em cứ tải game CS68 về chơi đi. Mình tin rằng sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Vì mình đã chơi con game này cũng khá là lâu rồi. 4 năm rồi rồi. Mình thấy rằng con game này một con game uy tín, chất lượng. Sút tiền và lạp tiền nhanh gọn. Kết quả xanh chín rõ ràng. Đó, thì anh em chơi, tải về chơi cùng mình nhá. Và anh em cho mình một chút bình luận sau khi anh em chơi. Đó, thì anh em thấy video mình hay thì cho mình một like, chia sẻ để tất cả mọi người cùng biết đến con game CS68.